trên video thì các bạn sẽ không thể cảm nhận được đâu, nhưng mà các bạn sẽ có thể nhìn thấy cái độ sạch của nó đã trở lại gần như là chấp nhận được, chứ không phải là quá là tốt. Thường ở các dòng xe hơi ấy, cái phần lọc gió cabin nó hay nằm ở khu vực này. Mọi người ha, thì bây giờ là mình đã đem chiếc xe 180k này đến chỗ của anh em mình rồi. Detailing này ở trên ở chỗ Phú Thuận, thì xe mình với xe mấy người bạn mình cũng hay đến chỗ này để vệ sinh đó, thấy không, dán đề can này nọ này cũng hết, xe độ này nọ có hết. Thì mấy anh bạn mấy bạn ông rồi đi Detailing á, anh đang kiểm tra lại, mình sẽ làm các thứ như là vệ sinh rửa xe, vệ sinh sơ được khoang máy, vệ sinh nội thất, kiểm tra nội thất chỗ nào da này nọ sẽ được rửa sạch để chuẩn bị giao cho anh chủ xe. Ở cái phần clip này cũng không có gì nói nhiều cả, nên mình sẽ chỉ để ở đây là giai đoạn đầu trước khi vệ sinh. Ngày mai thì anh bạn ở đây vệ sinh xong thì sẽ đi qua đây để lấy xe, cũng giống như là hoặc là anh chủ xe sẽ đi đến thì nhận xe ở đây luôn. Chi phí này nọ thì sẽ báo cho anh chủ xe để làm. Vấn đề là các bạn sẽ xem cái bên nội thất của bên trong và ngày mai chủ xe sẽ cắt điện. Có một điểm thiếu sót là mình quên nói thằng em mình tháo cái ni lông trần, nhưng mà cái việc này sẽ được làm lại, được làm khi mà mình gặp lại anh bạn chủ xe lần sau, bởi vì mình bị đặt về chậm cái vụ cái gioăng cao su đầu bộ ha. Thì các bạn có thể tham khảo ở đây, từ cái thành của xe cho đến ốp gỗ và ghế ngồi bên trong. Tất nhiên sẽ không thể nào sạch quá được, nhưng mà vẫn ở một mức nào đó chấp nhận được, để cho cái anh chủ xe này ngồi cảm thấy thoải mái, và cũng có vợ con của ảnh nữa. Cái clip này ngoài cái việc chia sẻ về việc chiếc xe trước vệ sinh và sau vệ sinh, thì mình sẽ làm luôn một bước cuối cùng để trước khi ra, tại vì anh chủ xe ảnh lúc gặp mình là ảnh chuyển khoản với lại ảnh đưa xe luôn, chứ thường là phải nên chuyển khoản trước, mình mua đồ rồi mình sẽ đáp lên xe nó nhanh hơn. Thì đến hôm nay mới về được cái lọc gió động cơ và cái lọc gió cabin, nên mình sẽ thay hai cái này trước, và còn lại cái ống mà cái ống hút gió ở bên này thì chưa về kịp, với lại cái gioăng cao su thì chưa về kịp, nhưng mà không sao cả, bữa sau ảnh cũng ở gần mình nên việc gặp lại cũng dễ thôi. Đây, cái này thì chưa về kịp ha, không sao cả, mình sẽ thay cái lọc gió bên này, cái lọc gió ở đây, mình sẽ thay cái lọc gió bên này trước ha, mình sẽ chỉ các bạn cách tháo. Thường ở các dòng xe hơi ấy, cái phần lọc gió cabin nó hay nằm ở khu vực này, các bạn chỉ cần lẫy mấy cái này lên hoặc là mở ốc tùy theo dòng xe. Với những dòng xe càng mới á, thì cái việc sử dụng ốc sẽ được giảm tải, và thay vào đó là cắt ngàm. Xí. Đấy. Ồ. chủ trước anh bạn của mình không xài cái lọc gió luôn.
Thì như các bạn thấy mình đã tháo thùng đồ ra rồi. Thì đây là cái độc nhất mình đã thay bữa trước trong cái clip cũ rồi, nhưng mà cái giá khi mà mua combo nó tốt quá nên mình đặt sẵn cho anh bạn của mình, và hai cái này sẽ được để dành lại để trong lần thay nhớt lần sau á. Tại vì khi các bạn thay cái con đầu bò á thì đâu đó sẽ bị hụt nhớt hoặc có bụi để vô, bụi nó bị đi vô đường nhớt, thì nếu mà các bạn không quá là kỹ tính thì có thể chạy tiếp, nhưng mà nếu có thể trong trường hợp của anh bạn của mình kỹ tính thì anh sẽ lại tiếp tục thay nhớt lần nữa. Cái này do anh lựa chọn, nhưng mà mình sẽ để đây cho ảnh hai cái ha. Đối với cái này là cái lọc gió khoang máy, nó nằm ngay đây. Và đây là lọc gió cabin. Mình hai cái này tạm thời để đó ha. Hai cái này mình sẽ thay cho các bạn thấy. Nó là vào đây nè, đó. Rất là dễ, các bạn không có việc gì mà các bạn có thể tự đặt những thứ này về và các bạn làm tại nhà, giống như một buổi tập thể dục thôi, chứ không có gì khác cả. Chỉ có ngàm trên, ngàm hai ngàm trên và một cái ngàm dưới, thì thay rất là đơn giản đó. Thí dụ khung hết rồi, đây cũng như là lọc vải thôi, nên các bạn bóp ra bóp vô nó cũng điều chỉnh theo cái để fit vào cái khung của nó đấy. Đây là lọc gió cabin, và đây là lọc gió khoang máy. Nó nằm ở đây như thế này. Thì từ từ để mình tháo ra cho các bạn thấy cái lọc gió bên trong nó như thế nào ha. Gặp đến đi. Để tháo cái lọc gió của xe này ra thì nó nằm ở khu vực này. Các bạn sẽ sử dụng loại vít hoa thị là T25. Thay rồi. Ok, nếu mà cái này còn mới thì mình để dành lại thôi. Có gì đâu. Clip này để chứng minh là mình không có thay linh tinh cho anh chủ thôi. Rồi, như vậy ha. Thì cái việc gắn lại những cái này là việc làm ngược lại của những gì mình đã làm lúc nãy. Rất là đơn giản. Các bạn có thể bỏ một ngày cuối tuần ra để tự chăm sóc chiếc xe của mình, chứ không phải sửa chữa nha. Nhiều bạn không phân biệt được giữa việc sửa chữa và việc bảo trì bảo dưỡng. Sửa chữa là hư hỏng, bảo trì bảo dưỡng là những cái gì đến hạn thì thay, con người đến hạn cũng phải đi khám bệnh thôi. Phân biệt cái đó thì các bạn sẽ chăm xe rất tốt. Rồi, clip mình chỉ đến vậy thôi. Nhớ subscribe kênh của mình ha. Rồi.